Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần loa trong loa nghe gọi của Huawei i9 Bright 219. Loa ngoài thì cả cụm phía dưới như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong loa ngoài trên Huawei i9 Bright lỗi hỏng, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chấn lúc không là do cái phần loa đã lỗi hỏng phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp chấm men có tất cả các linh kiện trên Huawei i9 Bright nói chung và phần loa trong loa ngoài của máy nói riêng thay mới bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei i9 Bright tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Huawei i9 Bright hàng đầu hiện nay